Văn Thanh thi đấu trách ở bên phía hành lang cánh phải. Văn Thanh, như thường lệ thì anh vẫn mang áo số 17. Đường truyền của Quế Ngọc Hải, đây là Bùi Tiến Dũng. Đó thực sự là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ cho Indonesia. Phạt lỗi rồi. Tất nhiên là phải có một quả đá phạt và hơi tiếc là nó vẫn chưa phải trong khu vực 16m50, nhưng không sao. Đây vẫn là một thời cơ cho chúng ta. Những tình huống đá phạt góc như của Quang Hải mà chúng ta vừa được thấy và sau đó là một cú dứt điểm là điều mà Quang Hải và Văn Quyết đã không ít lần thực hiện trong áo câu lạc bộ Hà Nội. Của cầu thủ Việt Nam. Cơ hội phạt góc của chúng ta, Phạm Văn Đức. Hồng Duy. Bóng lên chân của Quang Hải. Phát triển bóng sang bên phía cánh phải với một Văn Thanh có khả năng leo biên tốt. Sự áp sát có thể nói là lời thực hiện liên tục. Indonesia phạm lỗi tương đối nhiều từ đầu trận đến giờ. Và một trong những pha bóng như vậy thì Văn Toàn đã bị ngã ở một vị trí rất gần với vòng cấm địa của đối phương. Và nhìn những pha bóng mà Tuấn Anh thể hiện đến lúc này thì chúng ta đã hiểu vì sao Tuấn Anh đá chính ngay từ đầu. Bởi rõ ràng đó là một mắt xích trong những pha phối hợp đã được rèn kỹ của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh bị phạm lỗi. Lợi thế cho chúng ta. Có lẽ cần phải có thẻ vàng dành cho đội tuyển Indonesia với những pha phạm lỗi liên tục như thế này. Các thế hệ đội tuyển Indonesia khác nhau luôn tạo ra ám ảnh bởi những pha phạm lỗi rất quyết liệt. Chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Satria. Quế Ngọc Hải. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa. Indonesia đang chơi cực rắn. Và thẻ vàng tiếp theo được trọng tài rút ra dành cho đội bóng này. Thẻ vàng dành cho cầu thủ mang áo số 13 Arianto. Một pha vào bóng rất nguy hiểm. Cú đá thẳng vào chân của Tiến Linh. Không thể hiểu đang xảy ra chuyện gì từ những cầu thủ Indonesia nữa. Họ đang đá bóng hay đá người đây? Tuấn Anh, Văn Toàn hay Xuân Trường hẳn không thể quên trận chung kết ở giải U19 Đông Nam Á năm 2013. Cực kỳ quyết liệt. Trọng tài phải đến bây giờ mới thổi còi. Đó chắc chắn là một pha bóng triệt hạ. Trước đó thì Quế Ngọc Hải đã phải diễn tả lại pha phạm lỗi ác ý của đối phương và lần này đến Văn Thanh để trọng tài Ahmad có thể nhận ra sự nghiêm trọng từ lối đá của Indonesia. Thực sự là các cầu thủ Indonesia đang không đá bóng mà đá người thật. Rất phi thể thao. Tôi nghĩ rằng lúc này thì trọng tài cần phải có những bài học dành cho những cầu thủ của Indonesia. Nếu không thì những pha bóng như thế này sẽ vẫn còn tái diễn. Đó là một cú đạp vào gầm giày. Nếu như Tuấn Anh không kịp thu cái chân của mình lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra trong pha vào bóng rất ác ý vừa rồi. Chúng ta đã có bàn thắng mở tỷ số nhưng cũng cần chơi thực sự tập trung. Đến lượt Phan Văn Đức bị đau. Pha đẩy sau rất rõ ràng của Abinamiu. Một tấm thẻ màu vàng tiếp theo dành cho cầu thủ của Indonesia.
Và đây là điều đã xảy ra với Tiến Linh. Những động tác vung chân có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Số thẻ mà Indonesia phải nhận cũng đang nhiều như những gì mà chúng ta được hưởng những quả đá phạt góc. Và nó cho thấy một sự khác biệt rất lớn về mặt thế trận của hai đội ở trong trận đấu hôm nay. Hồng Duy, Văn Hậu, lại là một phòng có thể nói là ác ý nữa của cầu thủ đội bạn, đó là của Asnawi. Quá nguy hiểm. Dường như là các cầu thủ của chúng ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ và có sự nghiên cứu thấu đáo với đối thủ để có thể tránh được những cái pha va chạm như thế này. Kinh nghiệm từ những trận đấu khi còn rất trẻ của thế hệ hiện tại bên phía đội tuyển Việt Nam giúp chúng ta tỉnh đòn. Tất cả các cầu thủ chúng ta, từ cầu thủ được đá ngay từ đầu cho đến những người vào sân từ ghế dự bị, đều đã chơi hay ở trong trận đấu hôm nay. Văn Thành đã chơi xuất sắc. Và dấu ấn lớn nhất chính là bàn thắng mà anh đã ghi được vào lưới của đội tuyển Indonesia. Nếu Văn Thành tiếp tục, thực sự là việc các trận đấu vòng loại World Cup bị lùi thời gian mang đến rất nhiều lợi thế cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thời gian để họ hoàn thiện lại lối chơi vốn khá là xong xạch ở giai đoạn tháng 10, tháng 11 năm 2019. Và bây giờ, sự trì hoãn đó giúp cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trở thành chủ nhà của tất cả các trận đấu tại bảng G. Quá thuận lợi với đội bóng này. Hồng Duy! Tiến Linh! Tiến Linh! Tiến Linh! Vẫn còn! Tuyệt vời, Tiến Linh mở áo số 22! Các trọng tài đã chỉ tay vào chấm dao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh. Nhưng Ahmad đã chỉ tay vào chấm dao bóng bất chấp những than phiền từ các cầu thủ, từ thủ môn Indonesia. Quang Hải, sút bóng! Phạt của Xuân Trường, Công Phương đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dao bóng và bàn thắng thứ ba dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Bàn thắng! Một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Maktoum của các nghệ sĩ áo đỏ. Bóng đá là một vòng lặp của thời gian, là những nơi họ từng đến để thành danh, những đối thủ họ từng gặp để chiêm nghiệm. Có những chặng đường không dẫn tới tột đỉnh vinh quang, nhưng lại là lời giải đáp cho những câu hỏi. Những người Tây Á không mạnh như chúng ta vẫn từng vượt. Có cái dớp nào mang tên Indonesia? Hay những người Mã Lai có thực sự là khắc tinh của màu áo đỏ? Hãy dõi theo và sẵn sàng cho một hành trình lịch sử. Với 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ chinh phục Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE. Vì một mục tiêu cuối cùng, đón xem trên VTV và các kênh fanpage YouTube của Next Sport
bắt đầu từ ngày 7 tháng 6.